Hello, xin chào tất cả bạn. Alo, chào tất cả anh em nhá. Chào Trần Văn Chiến, chào Đào Quang Hưng. Tranh thủ chia sẻ cái nào các bạn ơi. Anh em chia sẻ cho thầy đi. Ok, đề này các bạn quyết tâm đến 10 không? Đề này tương đối dễ các bạn. Đề năm đích này thầy thấy là năm nay tương đối dễ nhá, năm ngoái thì chưa khó phết đấy. Có nhiều bạn bảo là còn đợt 2 nữa, đợt 2 là tháng 12 thi. Đây là đề học kỳ thì nghĩ là nó dễ hơn. Đấy, còn cái mấy cái đề thi thử có bạn bảo thầy là đề này thì dễ nhưng mà đề tháng 12 giữa tháng 12 nó sẽ thi thử thì chắc khó hơn. Các bạn đợi thầy một chút thì chia sẻ nhé. Anh em tranh thủ chia sẻ với thầy một cái. Nguyễn Tình bảo đề này nhẹ nhàng quá, đề này được 10 không? Đề này thì toàn hữu cơ mà lại còn lý thuyết nữa, chắc được 10 đấy. Đề này làm cẩn thận là được 10 đấy các bạn. Làm cẩn thận thì cũng được 10. Ok, nay thầy đẹp trai thế. Đẹp trai đâu, hôm nào chẳng đẹp trai. Em tưởng 21:30 mới nay, thì nay sớm một chút có làm sao đâu. Sớm một chút. Các bạn tranh thủ chia sẻ về nhá, bởi vì sau buổi livestream là thầy sẽ bị ẩn đấy. Đúng không? Các bạn làm mấy công tác quen thuộc đi. Hôm nay mình chữa sớm một chút nhá. Hôm nay thầy định là 21:30 nhưng mà thầy dậy xong khóa 2K5 tương đối sớm nên thầy chữa luôn. Tranh thủ xem về nhá, bởi vì sau buổi live thì mình sẽ ẩn cái buổi livestream mình đi, các bạn không xem lại được đâu. Đúng không? Và trong lúc học đấy thì các bạn nhớ nhớ comment đáp án nhá. Ví dụ câu 1 chọn đáp án A này thì comment vào. Được chưa? Sao ít bạn thế nhở? Thầy thấy em không, Bùi Yến Ninh. Có nha. Sao ít bạn vào học thế nhở? Đi đâu hết rồi? Mai vừa thi vừa coi đá banh à thầy? À chết nhở. Ừ, nhờ quên mất đấy. Ừ, bây giờ thì mới để ý là mai có bóng đá này. Chết chết. Thế thì mai thầy sẽ xem xét. Mai hơi khoai nhỉ các bạn nhỉ. Thì đúng vào giờ mình để mai thầy tính nhá các bạn nhá. Mai thầy tính. Thế mai thầy sẽ mở link cho các bạn thi sớm từ lúc trưa nhá. Đấy. Mai thì sẽ mở link cho các bạn thi sớm từ lúc trưa, sau đó tối đá bóng xong thì chữa nhá. Ok anh em, sao ít bạn thế nhở? Các bạn giúp thầy lên 400 bạn đi. Đấy, các bạn giúp thầy lên 400 bạn bắt đầu đi, ít bạn học quá. Hôm nay chữa một cái đề siêu hot mà lại ít bạn quá nhở. 400 bạn mình bắt đầu nhá. Thầy up file đề ở đâu á? Cái file đề nhá. Đấy, cái file đề là thầy đăng ở trên page rồi mà các bạn. Đúng không? Cái file đề thầy đăng ở trên page rồi mà. Các bạn comment là nó gửi mà. Đấy, cái file đề các bạn thầy đăng ở trên page ấy, các bạn vào page để các bạn nhận.
Nhiều bạn chưa có file đề à? Đây này, các bạn vào cái bài viết này này, các bạn nhận file đề này, đúng không? Đấy, các bạn vào cái bài viết này, các bạn nhận file đề này. Bạn comment thì nó mới gửi. Các bạn cứ comment thì nó gửi cho các bạn file đề mà. Đấy nhá, các bạn thầy vào cái tin nhắn với bạn Tiến Thắng này này, nó có file đề này. Đấy. Đây này, các bạn Tiến Thắng này có file đề này. Đấy, các bạn ấn vào. Đấy, file đề này các bạn này. Comment thì nó mới gửi được. Thầy chào em đi, chào Lê Thị Xuân nhá. Chào Lê Thị Xuân Thu chứ, quên. Ok anh em, thôi mình bắt đầu chữa nhá. Đấy, hôm nay chữa sớm sớm một chút, bạn nào vào sau thì các bạn ấy xem lại sau. Dồn luôn nhá các bạn nhá. Ok, thầy chữa luôn này. Quyết tâm là đề này lấy 10 điểm nha các bạn nhá. Đề này chắc chắn là phải 10 điểm. Thầy hôm nay sẽ không quảng cáo khóa luyện đề nữa. Đấy, bạn nào mà đăng ký khóa luyện đề thì lúc đầu khóa luyện đề là thầy đang chữa đề học kỳ thôi nhá. Đấy, bạn nào đăng ký mà học xong chương trình lớp 12 và luyện đề luôn thì các bạn thầy có để một cái link ở comment ấy. Đấy, các bạn inbox cho thầy. Còn vào lúc mà thầy chữa đề thì thầy sẽ chữa một mạch xong cái đề này luôn. Đúng không? Mục tiêu của mình chắc là tầm 1 tiếng thôi, cái đề tương đối dễ. Ok nhá, bắt đầu nha các bạn nhá. Bắt đầu nhá. Đấy, đề sửa Nam Định nhá. Đề thi học kỳ 1 sửa Nam Định. Câu số 1 này. Methyl acetate được điều chế từ phản ứng nào? Methyl acetate thì em có là CH3 COOCH3. Thì chắc chắn nó điều chế từ axit acetic và ancol ethylic. Đúng không? À, ancol methylic, methanol. Câu 1 đáp án D. Ok, các bạn nhớ comment đáp án nhá. Câu số 2 này. Nhúng quỳ tím ẩm đấy, vào dung dịch Nisin nồng độ 0,1 M thì Nisin chắc chắn là làm quỳ chuyển sang màu xanh vì có hai nhóm N2, một nhóm COH. Câu số 43. Phản ứng sản phẩm của phản ứng thủy phân anilin với HCN Ana chứ, sorry các bạn, Ana là CH3 này. COO là CH2. Đây là CH3 này. CH NH2 COH thì khi em cộng với HCN nhá, nó sẽ thành CH3 đúng không? CHNH3CN COOH. Đấy, thì đây các bạn thấy là nó chính là cái gì? Đáp án A rồi. Câu số 44. Ở điều kiện thường chất nào sau đây dễ tan trong nước? Dễ tan trong nước thì cellulose không dễ tan, anilin không dễ tan, chất béo triglyceride không dễ tan, chỉ có glucose thôi. Câu số 5. Câu số 5 này. Số nguyên tử hydro trong phân tử Ni. Câu số 5, số phân tử trong phân tử Ni, Ni nó là C2H5. O2N. Câu số 6. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạng không gian? Không gian thì các bạn biết nó là gì? Cấu trúc mạng không gian thì nó là cao su nhiều hóa thôi. Còn cái nylon 66 này mạch thẳng nha các bạn nhé. Cái này cũng là mạch thẳng này các bạn này. À, polystyrene cũng mạch thẳng. Chỉ có aminopectin là mạch phân nhánh.
Câu tiếp theo, chất nào sau đây là dipeptide? Dipeptide thì phải tạo nên từ hai alpha amino acid nhá, tạo nên từ hai gốc alpha amino acid. Thế thì ở đây các bạn thấy là cái chỗ này là cái này, các bạn thấy nó có hai liên kết CONH rồi, nó là chi peptide rồi. Còn cái chất này em thấy nó là vị trí alpha, vị trí beta là loại này. Chỉ có đáp án D thôi. Nó đáp án D nó chính là đáp án là anagonin đấy. Câu số 48. Trong mật ong chứa nhiều flux và gnu. Chất các chất gnu và flux thuộc loại gì? Thì nó là monosaccharide. Được chưa? Câu số 49. Ethyl acetate được sử dụng rộng rãi trong các phản ứng hóa học, cũng được sử dụng để tẩy thuốc sơn móng tay, công thức của ethyl acetate C2H5COCH3. Đáp án A nhá. Câu số 50 này. Phân tử carbonylat là nhất thiết phải có nhóm chức gì? Nhất thiết phải có nhóm chức OH. Đúng không? Các bạn thấy gni này, à các bạn thấy là gì nhỉ? Gnu này, cozơ này. Đấy, rồi flux cozơ, maltozơ, saccharozơ, tinh bột xenonozơ đều có nhóm OH hết. Câu số 52, polyvinyl clorua tổng hợp từ được trùng hợp từ monomer nào sau đây? Thì ở đây các bạn thấy là chắc chắn là CH2CHCl rồi nhá. Em rất chào thầy, chào Phạm Đức Mạnh nhá. À các bạn nhớ là những cái bạn vào sau ấy thì thầy nhắc các bạn một chút. Đó là cái thi thử ấy, thì các bạn thấy là mai ấy, là có bóng đá, có Việt Nam đá bóng, thầy sợ là thầy thi vào giờ đấy thì các bạn lại không không thi được. Nên là ấy, các bạn đăng ký thi thử thì 12 giờ bắt đầu, 12 giờ nhá, thầy bắt đầu mở link thi thử nhá. 12 giờ thì 12 giờ ngày mai ấy, thì thầy bắt đầu mở link thi thử. Đúng không? Đấy, và các bạn cứ thi thử, các bạn nộp thôi. Các bạn cứ đếm 50 phút, các bạn tự chấm hết giờ, các bạn nộp. Thầy sẽ mở từ 12 giờ cho đến 20 giờ, à cho đến 21 giờ. Đúng không? 12 giờ mở link, đấy, cho các bạn đăng ký thi thi luôn. Đấy, 21 giờ thì thầy đóng link. Sau đó là 21 giờ 30 đá bóng xong rồi thầy chữa. Thì trong cái khoảng từ 12 giờ đến 21 giờ ấy, nhá. Đấy, thì các bạn thi lúc nào cũng được. Và thầy không đóng link nữa thì các bạn tự tính thời gian nha, các bạn tự tính khoảng độ 50 phút các bạn tự nộp bài đấy, tại vì mai thì có nhiều bạn xem bóng đá thì không 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 thi được. 12 giờ trưa mai. Trong cái khoảng này các bạn thi lúc nào cũng được nha. Đấy, trong khoảng này thi lúc nào cũng được. Câu số 52. Học trên bếp có điểm danh không? Không em nhé. Trong nhóm mới phải điểm danh thôi. Trong cây xanh tinh bột được tổng hợp từ CO2 và nước khi có mặt chất diệm đục hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời. Phản ứng trên gọi là phản ứng gì? Phản ứng quang hợp thôi nhá. CO2 đúng không? Tổng hợp CO2 và nước có mặt chất diệp lục và hấp thụ ánh sáng mặt trời thì nó thu được tinh bột và thải ra khí oxy đúng không? Câu 53, số nhóm chức este trong chất béo đúng không? Triglycerid là ba nhóm chức. Câu số 54, saccharose có nhiều trong cây mía, củ cải đường, công thức phân tử saccharose là 342 C12H22O11. Câu số 55, hydro hóa glucose thì em chắc chắn thu được sorbitol C6H14O6. Câu số mai làm 35 phút, còn lại 15 phút nuôi. Câu số 36 này, chất nào sau đây là este? Thực ra cái chỗ này đánh nhầm em nhá. Cái này là CH3 này. C2H3COCH3, cái này chính là este này. Còn cái này các bạn thấy là hợp chất tạp chất. Cái này là muối amoni, cái này là axit. Đúng không? Chỉ đáp án A thôi. Câu số 55. Ethanol đơn chức có công thức là gì? No đơn chức là CnH2NO2. N nếu được bằng 2. Có hai đáp án là CnH2N-2. Nếu bạn nào không học chắc ấy, thì sẽ chọn đáp án A hoặc đáp án D là toàn. Đúng không? Cái này người ta lừa các bạn. No đơn chức thì phải là CnH2NO2. Câu số 58. Polymer là sau đây là bán tổng hợp. Bán tổng hợp thì em có là vitco acetate. Được chưa? Từ cellulose acetate chính là từ acetate ấy.
Câu số 5960 này. Chất nào sau đây là polymer? Thì chắc chắn các bạn là cellulose rồi, polysaccharide. Câu 61, chất nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 nó có dạng là L2NH. Đấy thì các bạn biết là C6H5 này, anilin là C6H5NH2 là amin bậc 1. Dimethylamin là CH3 tất cả 2 lần NH, nó là amin bậc 2 này. Isoamin là C3H7. NH2 nó vẫn là bậc 1. Ethylamin là C2H5NH2 này. Câu số 61. 61 này thầy thấy là có bạn làm sai này. Có cái bạn gửi đề cho thầy là làm sai câu này. Đúng không? Cái bạn mà hôm nay ý, cái đề mà thầy đăng lên nhóm ấy các bạn. Đấy thì cái bạn gửi đề cho thầy, thầy thấy bạn ấy làm sai câu này. Câu 61 này mà đã toang rồi. Hôm nay thầy thấy là cái bạn thầy không nhớ rõ, quên mất cái tên bạn gửi đề rồi mà thầy thấy khoanh sai đáp án này. 61. B nhá. 61 này, 61 này nhiều bạn làm sai này. Ui giời ơi, 61 này có nhiều bạn này. Bây giờ vẫn có bạn làm sai này. 61 Nguyễn Nam làm sai này, đúng không? Đấy, Nguyễn Nam làm sai này. Rồi là bạn nào làm sai này, Huyền Trang làm sai này. Đấy, bây giờ vẫn có nhiều bạn sai câu 61 này. Không phải đùa đâu. Kim gì đây? Ngân Kim Quảng, Quảng Kim Ngân làm sai này. Đấy, rất nhiều bạn chọn đáp án là gì? Câu 61 rất nhiều bạn chọn đáp án là B đấy nhá. Đúng không? Ê, các bạn thấy này, chất X ở điều kiện thường là chất lỏng, ít tan trong nước thì em loại luôn đáp án A rồi, vì cái này là chất rắn rồi, đúng không? Đun X trong dung dịch NaOH, sau đó thêm NaCl bão hòa và thu được chất rắn Y. Chất rắn Y này là muối này. Đấy, chất X và Y là cặp tương ứng. Thì các bạn thấy là chắc chắn đáp án A sai, bởi vì cái chi styline là chất rắn, thì có cái này là chất lỏng này, cái này ethyl acetate là chất lỏng này. Đấy, glycylin acetate, cái này là CH3 này. COO tất cả 3 lần, C3H5 này. Nhá. Thì nó tạo ra natri acetate là đúng này. Cái này là ethyl acetate là CH3 này, COO CH5 này, thì nó tạo ra cái chất X này, tạo ra natri acetate thì cũng đúng. Cái này thiolin tạo ra natri OnH cũng đúng. Tức là các bạn thấy là cái đáp án B B C D nó thỏa mãn cái điều kiện là X và Y là tương ứng rồi. Đúng không? Cái quan trọng nhất ý, ở trong cái bài toán này ý, đấy, đó là cái dòng này này, thêm NaCl bão hòa vào thu được muối. Đấy. Thu được chất rắn Y nhá. Đấy thì cái này các bạn lưu ý này. Trong ba cái chất này, đáp án B này, đáp án B là CH3CONa này. Đấy, B với lại D là các bạn thấy là B với D chắc chắn là sai rồi, bởi vì hai cái này giống nhau thì không thể nào cả hai đáp án cùng đúng được. Đúng không? Thì đáp án chính xác là đáp án C này. Các bạn để ý là hai cái muối này, C17H33 này, COONa này. Đúng không? Các bạn lưu ý nhá, trong môi trường nước ấy, thì cả hai cái này đều tan. Đúng không? Trong môi trường nước là cả hai cái này đều tan. Nhưng trong môi trường NaCl bão hòa ấy, thì các bạn hiểu ấy, cái muối có phân tử khối ấy, càng nhỏ ấy, thì cái khả năng tan của nó càng tốt, còn cái này phân tử khối lớn thì nó khó tan. Đấy, mục đích của cái việc thêm NaCl bão hòa vào, bởi vì cái này phân tử khối lớn ấy, thì nó tan ít trong HCl thì nó mới tách ra được nhá. Cái chất rắn này ấy, các bạn hiểu là khi bạn cho NaCl bão hòa vào ấy, thì không tách được CH3CONa đâu, chỉ tách được cái C17H33CONa thôi. Cái này là xà phòng, còn cái này nó là một muối tan. Các bạn thêm NaCl vào nó vẫn là một muối tan thôi. Chỉ có cái chất này khi các bạn thêm NaCl và bão hòa vào ấy, thì cái chất này độ tan của nó rất là kém. Khi bạn thêm NaCl bão hòa vào ấy, thì nó tách ra. Đúng không? Nó chính là chất rắn Y. Câu số 62. Phát biểu nào sau đây là đúng? Các polymer đều tạo nên từ các đơn vị gọi là monomer. Không phải đâu các bạn ạ. Cái monomer ấy, các bạn hiểu nhá. Đấy. Các bạn hiểu này, ví dụ cái phản ứng này, các bạn phải phân biệt giữa monomer nhá và mắt xích nhá. Nó khác nhau đấy. Đấy, ví dụ các bạn có cái này. Các bạn có cái phản ứng này nhá. Được chưa?
Đấy, thế thì các bạn hiểu này. Cái CS2, nối đơn CS2 ấy. Đấy. Cái này ấy, nó gọi là mắt xích. Các bạn lưu ý này. Đấy, còn cái CH2 nối đôi CH2 người ta gọi là monomer. Đúng không? Thì các polymer đều tạo nên từ các đơn vị là các monomer là sai nhá. Đúng không? Các đơn vị ở đây là mắt xích. Các polymer đều tạo nên từ các đơn vị là mắt xích. Đấy. Mỗi cái này gọi là một mắt xích này. Chứ nó không phải là tạo nên từ các monomer. Các bạn đọc lại cái phần định nghĩa xem nhá. Đấy, cho cái phần định nghĩa ấy. Cái này nhiều bạn cũng phân vân đấy các bạn nhá. Nhưng mà cái đáp án B thì nó đúng rồi, đúng không? Người ta gọi là các bạn thấy này. Đấy, polymer là những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị cơ sở gọi là mắt xích nhá các bạn nhá, chứ không phải là monomer đâu. Câu này là tiếp theo là nylon 66 được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng là đúng này. Cái này thì chắc ai cũng biết rồi, thầy nói rất nhiều lần rồi. Các polymer tổng hợp đều thuộc loại các polymer tổng hợp đều tạo từ phản ứng trùng hợp là sai, có thể là trùng ngưng nữa nhá. Tơ tằm, tơ vít-cô đều thuộc loại tơ bán tổng hợp là sai, tơ tằm là thiên nhiên. Được chưa? 62 đáp án B này. 63. Sáu ba các bạn có là gì? Cho các chất sau, dãy gồm các chất đều phản ứng với NaOH và HCl. Các bạn biết là amino acid là vừa phản ứng với HCl vừa phản ứng với NaOH, đúng này. Cái này là este của amino muối amoni của acid cũng phản ứng với HCl và NaOH. Amin thì không phản ứng. Nhá. Cái này các bạn thấy là este của amino acid cũng phản ứng. Cái này NH2 nó cộng HCl cộng NaOH nó cắt ở chỗ này. Đấy, nên các bạn có là X, Y và T. Câu 63 đáp án B. Ok. Câu 64. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol dipeptide GDNA trong dung dịch HCl đun nóng thu được mg muối. Cái này các bạn viết cái phương trình tổng quát của nó là được, có hai cách tính. Thứ nhất các bạn thấy là GDNA này là dipeptide này. Em cộng dipeptide thì cộng cần một nước và cộng 2HCl. Thì nó thu được GDNA này, các bạn có thể tính trực tiếp liên kết HCl và ANA liên kết HCl. Đúng không? Hoặc là các bạn có thể bảo toàn khối nước. Cái này là 0,1. Cái này là 0,1, cái này là 0,2. Đấy, thì M nó bằng này. Cái chất nguyên khối là 146. Cộng 0,1 nhân 18 cộng 0,2 nhân 36,5. Được chưa? Hai ba phẩy bảy gam. Câu số 65. Trung hòa dung dịch chứa 0,1 mol amin X đơn chức bằng dung dịch HCl thu được dung dịch Y chứa 8,15 gam muối. Công thức cấu tạo của X. Số công thức cấu tạo của X thì em phải tìm nguyên tử khối của X đã. Cái này đơn chức thì gọi là amin bậc 1 nhá. Đấy. Thực ra này các bạn chỉ cần biết là đơn chức thôi, bậc mấy nó không quan trọng. Nhưng mà thầy viết bậc 1 để cho các bạn dễ nhìn. Thì đây các bạn thấy là cái chỗ này là 0,1 này. Lấy khối nước muối trừ đi HCl là ra được khối nước của amin. Thì em tìm được nguyên tử khối của X này, amin này. 8,15 này trừ đi 0,1 nhân 36,5 chia cho 0,1 thì bằng 45 đúng không? Đấy, 45 thì các bạn biết nó là C2H7 N, nó có hai công thức các bạn nhé, C2H5 NH2 này. Hoặc là CH3 tất cả hai lần NH. Đấy, còn cái chỗ này thầy viết bậc 1 để cho các bạn dễ nhìn thôi. Đúng không? Các em phải viết là có cả công thức bậc 2 nữa. Sáu sáu đáp án C. 65 đáp án D, 66C, ok. Thủy phân hoàn toàn chi sterilin trong dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glycerol và mg muối, giá trị của M. Đây là C17H35 này. COONa này.
cộng với lại 3, nhớ là chỗ này là KOH nha, đừng có nhầm là NaOH. C17H 35 COOK này cộng C3H5OH 3 lần. Đây là 0,1, đây là 0,3. Chưa bác, tính ra M này. Sáu với sáu ok chưa. Câu số 67, câu số 67 các bạn có là một câu mà đốt ethanol lên trước thôi, methyl acetate và ethyl propionate thu được số mol CO2 bằng nước thôi, này 0,2 này cũng 0,2 mol nước, thế thì m nó bằng 3,6. 0,2 nhân 18, câu 67 quá dễ luôn đúng không. Câu 67 sao có cái bạn Văn Tuấn này vẫn comment đáp án B vậy? Ngáo ngáo à? Ok chưa các bạn? Câu tiếp theo nhá, câu 68 nhá. Đề này bay bổng quá. Ok. Câu số 68. Nên men m kg glucose hiệu suất phản ứng là 75%, thu được 2 lít cồn ethylic 46 độ. Biết khối lượng riêng của alcohol ethylic nguyên chất là 0,8 gam trên 1 ml của nước là 1 gam ml giá trị của M. Câu số 68. Câu số 68 này các bạn chọn đáp án gì? Câu số 8 này. Đấy, các bạn có là nên men glucose thì em phải viết nhá. C6H12O6 này. Thu được 2 CO2 đúng không? Cộng 2 C2H5OH. Thì đầu tiên các bạn phải tính được số mol của CH5OH đã. 2 lít cồn 46 độ, đúng không? Đấy thì các bạn đầu tiên các bạn tính được V của C2H5OH nguyên chất này. Nha, các bạn lấy 2 nhân với 0,46. Đấy thì bằng 0,92 lít này. Đấy mà các bạn có một công thức là M dung dịch thì bằng V nhân D. Đấy các bạn lấy 0,92 này. Em nhân với lại 0,8 này. Đúng không? 0,736 gam. Đến đây các bạn suy ra số mol của CaH5OH. Các bạn lấy cái M này em chia cho 46. 0,016 này. Được chưa? Cái M này các bạn chia cho nguyên khối là 46, nó sẽ ra số mol 0,016. Đây là 0,008 đúng không? Sau đó các bạn thấy này, các bạn phải nhân với hiệu suất 175. Đấy, xong nhân 180. Một phẩy chín mươi hai, được chưa anh em? Đầu tiên ý, là các bạn phải đổi số mol, thì đổi số mol các bạn trải qua 3 bước thì đã giải rất là kỹ rồi. Bước 1 em tính cái giá trị V, V thì bằng thể tích nhân với nồng độ rượu đúng không? 2 lít. Nhưng mà 46 độ thì em chỉ có 0,92 là lít rượu nguyên chất thôi. Sau đó em áp dụng công thức M dung dịch bằng V nhân D thì em tính được khối nước.
Từ khối lượng các bạn sẽ tính ra được số mol. Câu tiếp theo nhá. Câu số 69. Thủy phân hoàn toàn STX của công thức là CH3COO, CH2CO, CH3 trong dung dịch NaOH đun nóng. Sản phẩm hữu cơ thu được. Thế này các bạn thấy là nó cắt ở đây này. Nó cắt ở đây này. Đúng không? Đấy, CH3 này. COO này. CH2 này. COO này. CH3 này. Đấy, thì nó cắt ở đây nó tạo ra CH3 này. CONA này. Cộng cái này có nhóm chức HO nhá. Đấy, nó cắt ở chỗ này nó có nhóm chức OH nhá. CH2COONA này. Đấy, cộng CH3OH. Được chưa? Thì ở đây em sẽ thu được hai muối và một ancol. 69 chọn đáp án D. Câu số 70. Dãy gồm các chất tham gia phản ứng trắng gương. Em loại đáp án là vinylacetat không trắng gương, metylacetat không trắng gương này. Đấy, saccharose không trắng gương, chỉ còn đáp án D thôi. Câu số 71. Trùng hợp V mét khối ethylene hiệu suất 80% thu được 1,4 tấn polyethylene giá trị của V. Thế thì ở đây các bạn thấy này. CH2 nối đôi CH2 này. Chưa? Các bạn có là trùng hợp nó ra được CH2 liên kết CH2CN này. Đấy, chỗ này là 1,4 chia 28 là bao nhiêu mol? 0,05 này. Thế thì ở đây các bạn thấy là nó cũng sẽ là 0,05 nhưng các bạn phải nhân hiệu suất 100 chia 80 xong em nhân 22,4. Chưa? Một phẩy bốn đây chính là 1.400. Đấy, đáng nhẽ là cái chữ tấn này các bạn thấy này, cái mét khối này nó đi với lại kg đúng không? Đấy, cái mét khối này này nó đi với lại kg, còn chỗ này đơn vị là tấn thì em phải bằng 1.000 kg là em phải nhân với 10 mũ 3 nữa. Thì chỗ này em nhân 10 mũ 3 nữa thì là đó 1,4 nhân 10 mũ trừ 3 ấy, nhân 10 mũ 3 ấy, thì bằng 1.400. Ủa nộn câu 71 gì? Câu 72 này. Câu 72 tương đối dễ, nói chung là đề này được 8 điểm, khá là dễ dàng, đúng không các bạn? Đề được 8 điểm khá là dễ dàng. Gni là CH2COOH liên kết nhóm chức NH2 này. Các bạn cho qua HCN này. Thành NH3CN. CH2COOH. Đấy, sau đó các bạn thấy là cộng CH3OH. Thu được NH3CN này. Kết CH2 này. COOCH3 này. Thì ở đây đáp án chính xác là đáp án A nhé. Câu 72 đáp án A. Ok. Câu số 73 này. Đề này em làm 40 phút 9,8 điểm. Ok bạn Trần Trung Kiên. Ác nhờ. Câu chất béo này thì các bạn đồng đẳng hóa thôi. Nhá. Cái này thì chắc bạn nào cũng biết làm rồi. CH2 này. H2 này. Đây là ABC nhá. Được chưa? Phương trình thứ nhất các bạn có là phương trình số mol của oxy này. Cái chất này là C6H8, C6H8O6 thì các bạn biết cách tính hệ số oxy rồi đúng không? Carbon là 6 này. Hydro là chia cho 4 này, 8 chia 4 này, oxy chia 2 này, 6 chia 2 này. Đấy, carbon cộng hydro chia 4 trừ oxy chia 2 là bằng 5 này. 5A này. CH2 là 1,5B này. Đấy. Hydro là 0,5C này. 7,75 này. Phương trình thứ hai là CO2 là 6A cộng B này. Bằng 5,5 này. Phương trình cuối cùng là brom thì nó bằng trừ C bằng trừ 0,05 à 0,2.
Cái này các bạn thấy là số mol Brom thì sẽ bằng trừ số mol H2 nhé. Không về 125 mà không 4,75 hơi nè nhỉ. À bấm nhầm rồi. Bấm nhầm chỗ này rồi các bạn ơi. Chỗ này là mấy nhỉ? 1 âm 0,2. Đây là 0,1 4,9 này. Chỗ này là âm 0,2 này. Cái muối này các bạn nhớ nhé. Đấy, nếu mà đề bài nó bắt tính muối thì bạn lưu ý là muối nó sẽ là HCOO. Cái này cộng NH thì HCOONa này. Đấy, nó là 0,3 này. CH2 là 4,9 này. H2 là âm 0,2 này. Đây các bạn tính AM. Tám sáu phẩy sáu chưa bạn. Mai trường em thi rồi thầy ạ. À, gay quá. Mai thi thì hôm nay học luôn. Các bạn thi xong nhớ gửi đề cho thầy nhá, thầy sẽ chữa luôn cho các bạn. Nhớ gửi đề cho thầy nhá, sao C lại âm 0,2. Em ở Nam Định thi xong hết rồi. Ok, khi nào đồng đẳng là có H2 vậy thầy? Bài toán chất béo lúc nào đồng đẳng chỉ có H2, đúng không? Cái bài toán chất béo này các bạn xem lại cái những cái buổi mà thầy dạy các bạn ấy, cái này dạy kỹ lắm rồi, đặc biệt là những cái bạn ở trong nhóm Lai C thầy dành đến khoảng 4 5 buổi thầy dạy cái này. Bài toán đồng đẳng hóa chất béo lúc nào chỉ có H2, số mol H2 thì luôn bằng trừ số mol Brom, bởi vì bạn biểu là hai cái chất này nó đại diện cho chất béo no. Đấy, bây giờ các bạn muốn biết là chất béo không no thì bạn phải có H2 và MH2. Hai cái này là no thì bây giờ nếu mà không no thì bạn phải bớt đi thì mới thành chất béo không no được. Hai cái chất đầu tiên đại diện cho chất béo no mà. Không được cầm đề thầy ơi. Không được cầm đề thì khóc xin cô. Nhá. Câu số 74. 74 bây giờ mới gặp một câu lý thuyết đếm này. Từ đầu đến bây giờ mới gặp một câu lý thuyết đếm các bạn. Đúng không? Đấy, từ đầu đến bây giờ mới gặp một câu lý thuyết đếm. Đến câu 74 mới gặp một câu lý thuyết đếm. Anh em đếm cho thầy xem được mấy phát biểu đúng. Tư chọn đáp án A. Tự nhiên cái đề nó lại nói ra mấy cái chữ XP này là cái gì nhỉ? 74 ACEF. Ok. Glucose được gọi là đường nho vì có nhiều trong quả nho chín. Đúng này. Chất béo là diete là sai rồi. Được chưa? Phân tử aminopeptin có cấu trúc mạch phân nhánh, chuẩn luôn. Ở nhiệt độ thường chiolin là chất rắn là sai chất nào? Chiolin là có đôi là chất nào? Trong mật ong chứa nhiều phần lúc, đúng rồi. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Ok. Nhưng mà ở chỉ có châu Á mình mới ăn nhiều tinh bột thôi các bạn. Đấy. À không nhờ. Châu châu Âu nó hay ăn mì các bạn. Đấy. Nhưng mà nó vẫn là tinh bột. Châu Á thì hay ăn gạo các bạn. Châu châu Âu thì nó hay ăn cái gì nhỉ? Đấy, châu châu Âu thì nó hay ăn mấy cái món liên quan đến làm từ bột mì cơ, đúng không? Nó ăn bánh pizza này, nó ăn bánh mì này. Như kiểu bên châu Âu người ta không ăn gạo đâu các bạn. Không ăn cơm nhỉ. Câu này các bạn cho bốn chất nhá. A, C, E, F. Câu số 75 này vẫn cứ đồng đẳng hóa các bạn. Đấy, có nhiều bạn không đồng đẳng hóa nhưng mà thực ra câu này vẫn đồng đẳng hóa làm dễ này. Đúng không? Câu này các bạn vẫn cứ đồng đẳng hóa làm rất là dễ. Đầu tiên thì các bạn phải suy luận cho thầy nhá. Đấy.
là bây giờ em phải tìm ra cái số nhóm chức trước khi các bạn đồng đẳng hóa, đúng không? Cái này các bạn thấy này, hỗn hợp gồm các amin nhá, lưu ý là ở đây không phải một amin đâu mà nó là các amin đấy, và amino acid, tức là nó có rất là nhiều amin và amino acid chứ nó không phải là có một amin và một amino acid đều no mạch thở đấy. Cứ hai mon X tác dụng vừa đủ với 3 mon HCl và 1 mon NaOH. Tức là đến đây các bạn phải suy luận luôn này. Nếu mà amino acid này có một nhóm chức COH thì các bạn thấy là số mol amino acid nó phải là 2 mol. Đấy. 2 mol nếu mà có một nhóm chức COH nhá. Đúng không? Nếu mà có một nhóm chức COOH ấy thì cái số mol amino acid này nó phải là 2. Đúng không? Thì nó mới cộng được 2 mol NaOH. Nhưng nếu cái này là 2 mol thì amin nó bằng 0 rồi, là sai. Trong cái hỗn hợp này có cả amin cả amino acid, đúng không? Nếu mà amino acid là 2 mol thì amin nó bằng 0 là sai. Nên ở đây bắt buộc ấy là cái amino acid này phải có hai nhóm COH. Đấy, thì cái này nó sẽ cộng được 2 NaOH thì cái chất này sẽ có 1 mol thôi, đúng không? Vậy thì chắc chắn là cái amin nó là 1 mol nữa. Đúng không? Thực ra các bạn biết là cái chỗ này nó sẽ chỉ có một nhóm NH2 thôi. Bởi vì cũng chẳng có amino acid nó có hai nhóm NH2 và một nhóm COH, à hai nhóm COH cả. Đúng không? Mình chỉ gặp cái thằng glutamic là có hai nhóm chức COH, một nhóm NH2. Đúng không? Chứ chẳng gặp chất nào có hai nhóm NH2, có hai nhóm gì nhỉ? Có hai nhóm NH2, có hai nhóm COH cả. Nên chất này sẽ có hai nhóm COH, một nhóm NH2. Còn cái này nó sẽ là amin hai chức. Đấy, đúng không? Thì cái này nó sẽ thỏa mãn điều kiện là nó cộng 3HCl. 3 mol HCl và 2 mol NaOH. Đúng không? Đấy, 2 mol cái này cộng này, 2 NaOH. Chỗ này có 1 NH2, 2 NH2 nữa là 3 NH2. Được chưa? Đấy, đầu tiên là các bạn phải suy luận số nhóm chức và số mol của các chất. Sau đó bây giờ các bạn đốt 2 mol X này. Đấy, trong đó là nitơ chiếm 80%, oxy chiếm 20%. Hỗn hợp sau phản ứng qua H4 đặc thì khối lượng dung dịch tăng lên. Cái này chính là số mol của nước. 144 này chia 18 này 8 này. Đến đây các bạn ở gì đấy? Còn lại amon hỗn hợp CO2 và nitơ. Giá trị của A. Nhưng các bạn nhớ là cái lượng nitơ này. Đấy, nó là có nitơ phản ứng nhá. Nitơ tạo thành từ các đốt cháy cái hỗn hợp ấy. Đúng không? Nitơ tạo thành do cái phản ứng và nitơ ở trong khí nitơ nữa. Đấy, nitơ có sẵn trong không khí này. Thế thì đến đây các bạn vẫn dùng phương pháp đồng đẳng hóa cho thầy thôi. Nhá, các bạn đồng đẳng hóa này. Các bạn thấy này. Đấy. Số mol của cái chất này thì bây giờ thầy đưa về là CH2NH2 tất cả hai lần. Được không em? Nhá. Đấy, cái chất này em có là thầy gọi nó là NH2 này, CH này, COOH tất cả hai lần. Đấy. Và nhóm chức CH2 này. Cái này là một mol này, cái này là một mol này. Bây giờ em đang cần tìm CH2 đúng không? Đấy thì em nhớ là đốt cái chất này cần bao nhiêu oxy này. Và cái mà em mà quan tâm ấy, đúng không? Đấy. À cái này em viết viết đúng không? Cái mà em quan tâm đây là nước. Đấy, nước. Và nước. Đúng không? Thế thì nếu một mol cái này thì tạo ra được 3 mol nước này. Đây là 3 mol này. Cái này tạo ra được có 5H thì tạo ra 2,5 nước này. Mà tổng nước nó là 8. Thế thì em lấy 8 này, trừ 3 trừ 2,5 này. 2,5 này. Cái này tạo ra một nước thì đây là 2,5 này. Được chưa? Đấy. Xong đó bây giờ em tính cái lượng oxy phản ứng. Tính được oxy phản ứng này em tính được cái nitơ trong không khí này này. Đúng không? Các bạn tính này, cái chất này thì CH6 này, em lấy 1 cộng 6 chia 4 2, 1 cộng 6 chia 4 này 2,5 oxy này. Đấy, chỗ này các bạn thấy là cái này 1 cộng 5 chia 4 trừ đi 4 chia 2 này. À chỗ này 3 carbon chứ, em phải lấy 3 này. Đây là C3H5 đúng không? 3 cộng 5 chia 4 trừ đi 4 chia 2 2,25 này. Cái NaCl2 là 1,5 này. Đấy. Đúng không?
Thì chỗ này các bạn có là 2,5 này, 2,25 này, 3,75 này. Đến đây các bạn tính tổng số vol của oxy nhé. Tổng số mol oxy là 8,5 này. Từ đây các bạn suy ra số mol của khí nitơ này. Nitơ này là nitơ không khí nha các bạn nha. Đấy. Thì nó bằng mấy? 8,5 em nhân 14. Ba tư này. Bây giờ em phải tính CO2 và nước nữa các bạn. Đấy. Bây giờ em tính CO2 và tính nước. Tính CO2 thì các bạn viết là cái này cộng CO2 này, cộng CO2 này, cộng CO2 này. Cái này là 1, cái này là 3 này, cái này là 1. Thế thì ở đây là 1 này. Đấy. Cái này là 3 này. Cái này là 2,5 này. Đấy, số mol của CO2 này thì bằng là 6,5 này. Đúng không? Số mol tiếp tục các bạn tính tiếp là số mol của nitơ ở trong phản ứng ấy. Thì nó bằng là cái chỗ này là tạo thành nitơ này, là một khí nitơ, cái này tạo thành 0,5 nitơ này. Đấy, thì đây là một, thì đây là một, đây là 0,5 nữa. Thì nitơ là 1,5. Đến đây các bạn suy ra là tổng số mol của nitơ và CO2. 34 cộng 6,5 cộng 1,5 42. Được chưa? Ok chưa các bạn? Nhớ là các bạn phải tính hai cái lượng nitơ nhá, nitơ không khí và nitơ tạo thành từ phản ứng. Thực tế là các bạn thấy là CH2 này em cũng không cần phải chạy. Tại vì cái bài này em không tìm được các chất cụ thể đâu. Đấy. Bài này cũng không tìm được các chất cụ thể bởi vì nó cho rất là nhiều các amin đấy và các amino acid, nó không nói là bao nhiêu amin, không nói là bao nhiêu amino acid đấy, nên các bạn cũng không không tìm được amin cụ thể. Được chưa các bạn? Có cách nào nữa không? Cách này hơi khó hiểu. Thầy thấy cách này cũng dễ hiểu mà. Từ trước đến nay thầy vẫn giải theo cái cách này thôi. Từ trước đến nay thầy vẫn giải theo phương pháp đồng đẳng hóa. Thầy thấy là nếu mà giải theo phương pháp thông thường thì còn khó hơi hiểu hơn rất là nhiều. Câu số 76. Nói chung là các bạn thấy là các bạn cứ đi một con đường thôi nhá. Mỗi người nó có một cách nhưng mà các bạn sẽ chọn lấy một cách và các bạn cứ đi cái con đường đấy thôi. Đúng không? Đấy, ví dụ các bạn thấy là từ Nam Định lên Hà Nội ý, nó có rất là nhiều con đường để đi. Nhưng mà cái con đường dễ nhất là cái con đường mà lần trước mình đã đi rồi, mình thuộc con đường đấy rồi. Đấy, chứ còn bây giờ mình đi một con đường mới, mình cứ mò mẫm thì mình cũng rất là lâu để mình nhớ được đường. Thầy giải thích tại sao là CH2 đi ạ. Thầy giải thích được còn gì nữa các bạn? Từ cái số mol của nước này này. Đúng không? Tổng số mol của nước là 8. Đấy, tổng số mol của nước là 8 này. Đấy, mà nước đốt cháy cái chất này nó ra được 3 mol nước. Đốt cháy chất này ra được 2,5 mol nước. Thì lấy 8 trừ đi 3 trừ đi 2,5 nó còn 2,5. Thì số mol CH2 là 2,5. Câu số 76. 76 thì câu tìm chất nó rất là dễ nhá. Chất XY cộng COH dung dịch màu xanh lam thì loại luôn đáp án là amin này. Đấy. Loại luôn đáp án là anilin. Đấy, amin này các bạn thấy là với lại anilin ấy, đúng không? Là không thể nào cộng COH dung dịch màu xanh lam được. Chỉ có đáp án này thôi này. Sắc calorizer glucose này, anilin cộng nước brom kết tổ trắng, etinamin là quỳ chuyển sang màu xanh, đúng không?
Thầy giả như siêu nhân, thầy được như siêu nhân thì đã tốt các bạn. Câu số 77. Câu số 77 này các bạn này. Câu số 77 nhá. Thì các bạn thấy này. Câu này nhiều bạn không làm được đâu. Xíu câu biện luận chậm chậm thôi nhá. Cho con nhá. Ok, các bạn mẫn cầu. Chưa giải mà đã no rồi. Cái câu này các bạn thấy là nhiều nhiều bạn là toang này. Câu 77 này. Đề này sáng nay em thi được có 6,57, buồn quá. Thế thì bốc cứt rồi. Cái bạn Doãn Anh Thúy này thi được có 6,57. Nam Trọng ơi. Đề này mà được 6,57 là bốc cứt rồi. Chất hữu cơ X no mạch hở, phân tỉ chứa chỉ chứa một nhóm chức, đúng không? Thế chắc chắn chức này là chức este các bạn. Vì khi mà cộng với NaOH này thu được muối và ancol thì chắc chắn nó lại chức este rồi. Nhưng mà ở đây nó chỉ thu được muối của acid carboxylic, tức là thu được một muối thôi và hai ancol. Các chất IZT đều có số nguyên tử carbon bằng số nhóm chức. Cái câu này rất là quan trọng đấy các bạn. Cái câu này là câu quan trọng nhất trong cái bài toán này. Thế thì bây giờ em liệt kê các chất ra, đúng không? Cái ancol ấy các bạn ạ, cái ancol mà số nguyên tử carbon bằng muối, đúng không? Thì nó có thể là CH3OH này. Đấy, CH4OH hai lần này. Số nhóm chức bằng số carbon C3H5OH tất cả 3 lần, đúng không? Rồi là muối này các bạn này. Muối thì các bạn thấy là mình không thể có cái muối là COO tất cả 3 lần đâu nhá. Không có cái muối này đâu nhá các bạn nhá. Đấy, không có cái axit này đâu. Đấy, các bạn lưu ý là không có axit này, bởi vì cái này á là cái nhóm COO carbon ở giữa nó bậc 5 rồi. Đúng không? Nó có nối đôi với O với một liên kết nhóm OH nó bậc 5, nên mình không có cái này, không có cái muối này. Không có muối ba carbon mà ba nhóm chức đâu. Mình chỉ có muối là HCOOH này. Đấy. Và gì? COOH liên kết lại COOH. Đấy. Chỉ có hai cái muối này là số carbon bằng số nhóm chức thôi. Muối này là không tồn tại. Để muối mà này muối carbon tồn tại thì nó phải là CH liên kết với ba nhóm chức này cơ. Thì bây giờ các bạn phải tìm ra phân tử khối nhỏ nhất của X, đúng không? Nếu nha các bạn hiểu ấy, nếu mà em ghép hai cái muối này này, nếu em ghép hai cái muối này với C3H5 là nó sai nhá, vì nó đang este vòng đấy, đúng không? Nếu các bạn mà ghép như này này, HCOO này, đấy, COO này, kết COO này, CH2 này, CH này, liên kết lại CH2 này, nó este là este vòng nhá, bạn loại đấy nhá, không 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 phải este này đâu, este này các bạn tính nguyên tử khối xem nào. Một trăm bảy mươi bốn nhỉ. Nhưng cái este này este vòng đấy. Nó không phải 176. Cái HCOH này này thì không thể gắt với CH3 và CH4 được. Nhiều bạn bảo là gì nhỉ? Lưu ý là cái này nó chỉ chứa một loại nhóm chức nhé. Đấy. Cái này nó chỉ chứa một loại nhóm chức thôi. Đấy, nhiều nhiều bạn bảo là em ghép như này không? HCOO này, CH2 này, CH này. Đấy, em chỉ ghép là đấy, em ghép là HOOC này liên kết lại COO này. Đấy, liên kết lại CH này, nó vẫn còn dư một nhóm chức CH2OH. Như này là cũng sai nhé em nhé. Như này là các bạn thấy là cái này nó chứa một loại nhóm chức thôi. Em ghép như này vẫn sai. À đúng rồi, ở đây nó có một cái loại este nữa.
đúng không? Như cái bạn Nguyễn Đạt ấy, bạn ấy ghép là đúng rồi đấy các bạn ạ. Đấy, có một cái chất nó như này này các bạn này nha, có một cái chất ý mà nó gì nhỉ, cái gốc CH4 này ghép với thằng này đúng không, nhưng mà hai cái thằng này nó không ốp vào nhau nhá. Đấy các bạn thấy là cái thằng này ghép với thằng này, nó có một cách ghép hai thằng này ốp vào nhau thì nó lại không được. Đấy CH2 CH2 mà ốp vào nhau như này này, OO đây này, viết như này thì nó dễ hơn này, COO này, COO này, CH2 CH2 như này nó thành vòng đúng không, nhưng có một cái cách viết mà nó không có vòng. Đấy đó là cái gì các bạn thấy này, cái thằng CH COOH này các bạn viết nhá, nhóm chức COO này đấy liên kết với lại OOC này, đây là cái axit hai chức này. Đấy, em ghép với một thằng ancol là CH3 này, bây giờ em còn một nhóm chức này, em ghép với lại CH2 này, ghép ancol này, ghép CH2 này. Đấy, ghép với ancol hai chức liên kết với lại gì nhỉ, OOC liên kết COOCH3. Đấy. Thì có một cái chất như này nó thỏa mãn này. Đúng không? Cái này nó sẽ cắt. Đấy, cái này nó cắt ý, nó thu được hai ancol là CH3OH. Đúng không? Hai muối là muối axit oxalic và ancol nữa là CaH4OH2 lần. Đây chính là cái chất X của em. Đúng không? Hai trăm ba mươi bốn. Thực ra thì các bạn thấy là các bạn chắc chắn phải loại ra bạn này rồi, bởi vì cái thằng HCO này đấy, HCO này các bạn thấy là chẳng có một cái cách ghép nào cả để nó thu được hai ancol cả, đúng không? Chắc chắn các bạn loại ra bạn này. Vì cái HCO này các bạn thấy là nếu mà HCO ghép với CH3 thì nó cũng không thể thu được hai ancol. HCO đi với CaH4 cũng không thể thu được hai ancol. HCO mà đi với C3H5 cũng không thể thu được hai ancol. Nên là chắc chắn cái muối ở đây nó cái gốc axit đây nó phải là gốc axit này. Đấy, mà gốc axit này em không thể nào ghép với lại CH3 với CH3 được. Đúng không? Ghép với C2H4 với C2 này cũng không được vì nó thành S2 vòng. Nên nó chỉ có thể ghép với CH3 và CH4 thôi. Đấy, đúng không? Còn ghép với lại cái thằng này thì nó đã sai rồi. Câu số 78 nhé. Câu 78 này cũng tương đối dễ này. Thủy phân hòa toàn M gam sắc calo đúng không? Trong dung dịch NaOH thu được dung dịch X, à trong H24 thu được dung dịch X chia X thành hai phần. Phần 1 là mất màu. Đây các bạn xử lý phần 1 này. Nhớ nhá, sắc calo ấy khi em thủy phân ấy, nhớ chưa? Em cộng với nước thì nó ra được NaNU cộng phờ lúc. Đúng không? Đấy, thì các bạn nhớ này, cái phần 1 ấy nó chính là glucose. Đúng không? Glucose ấy bản chỉ có glucose mới cộng được brom thôi. Glucose là nhóm chức anhydride cộng brom cộng nước thu được LCOOH cộng 2HBr. Đấy. Số mol brom là 0,1 thì số mol cái này đại diện cho GNU em nhé. GNU có nhóm chức anhydride mà, 0,1. Được chưa? Đấy là GNU ở trong phần 1 là 0,1. Đấy, còn cái phần 2 này, cái phần 2 các bạn lưu ý là GNU sắc calo ấy nhá. Thì ra được GNU vừa lúc một 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 gốc sắc calo ra được một gốc GNU, một gốc vừa lúc cái này ra hai bạc. Đấy, cái này cũng ra hai bạc. Thì tổng nó sẽ ra bốn bạc. Được chưa? Đấy, nên số mol của bạc ấy là 86,4 này chia 108 này, nó bằng 0,8 này, thì cái sắc calo đây nó bằng 0,2 đúng không? Đấy, GNU ở chỗ này 0,1 thì sắc calo thì nó ra được một gốc GNU. Đấy, thì nó cũng là 0,1. Thế thì tổng sắc nó sẽ là 0,3 này. Tức là cái phần 1 nó sẽ gấp phần 2 gấp 2 lần phần 1. Đây là bài toán chia phần hai phần nhưng mà hai phần này không bằng nhau nhá. Các bạn lưu ý đấy. Đúng không? Đến đây thì các bạn suy ra M của sắc calo.
0,1 là phần 1 này, cộng phần 2 là 0,2 này, nhân với lại 342. Một trăm linh hai phẩy sáu năm. Ok chưa? Chào Quang Vinh nhá. Thầy ơi em mới vô. Ok chào em. Câu tiếp theo này. Câu số 79. 79 các bạn có là một câu ethylphenol thôi. Nhá, ethylphenol thì các bạn thấy là luôn giải hệ. Đấy, một hệ là số mol NaOH. Một hệ nó chính là liên quan đến cái khối lượng này, nhưng khối lượng này em phải liên quan đến phương trình bảo toàn khối lượng thôi. Nhá. Lưu ý ở đây các bạn thấy này, cái này nó thu được cái lắn này chỉ chứa hai muối. Hai muối. Đúng không? Thì thấy chắc chắn các bạn ấy là nó sẽ là H. COO CH2 C6H4 H5 và H COO C6H4 CH3 thì nó mới thu được hai muối nhá. Còn nếu trường hợp chỗ này là CH3 nhá. Đấy, COO nhá, C6H5 đúng không? Đây là este phenol nhá. Thì cái este bên kia nó vẫn phải là CH3COO đúng không? Thì nó mới thu được hai muối vì gốc C, gốc gốc cái muối axit nó phải giống nhau. Nhưng mà cái chất này nó còn hai carbon thì nó chẳng có cách viết được nữa cả. Nó vẫn phải là C6H5 thôi. Đúng không? Chỉ có nếu là muối axit là HCOO ấy thì nó có hai cách viết. Cách viết thứ nhất là CH2C6H5. Cách viết thứ hai là C6H4CH3. Thì một cái này là este ancol, cái này là este phenol. Nó mới thỏa mãn. Được chưa? Đấy, cái này cộng 2 NaOH này. HCOONa này. C6H5ONa này, cộng nước này. Cái này cộng à chết chết chết. Mẹ nhầm rồi. Cái này HCOONa cộng C6H5CH2OH nha, thì viết nhầm cái này. Đấy, sửa đi một chút nha. Ok, thì viết lại. Cái chỗ này cộng 1 NaOH rồi này. Este ancol mà. Đúng không? Đấy, cái này mới cộng 2 NaOH này. HCOONa này. C6H4 này. CH3ONa này. Cộng nước này. Được chưa? Đấy, đến đây em gọi cái này là A và B nhé. Đây là A này, đây là 2B này. Đấy, cái khối lượng của ba muối chính là ba cái muối này nha các bạn nhé. Ba muối chính là ba muối này. Nó có khối lượng là 26,72 này. Cái chỗ này em có là B này. Đúng không? Còn C6H4CH2OH em có số mol là gì? Là A. Thì em có cái hệ phương trình nhá. Cái này để khô rồi thầy viết tiếp nhá. Đúng không? Cái chỗ này em có một cái hệ phương trình là A cộng 2B là NaOH này. Nó bằng 0,32 này. Được chưa? Khối lượng của cái này là C8 ấy. Đây, chất này đều là C8H8O2 này. Đấy. Thì nguyên tử khối của nó là 136. Em bảo toàn khối lượng em có là 136 nhân A cộng B này. Là este này. Cái này thầy chữa rất là nhiều lần rồi. Cái câu này trong đề năm 2018. Đấy, các bạn học đai C học rất là kỹ rồi. Khối lượng của este này cộng khối lượng NaOH là 0,32 nhân 40 này bằng khối lượng muối là 26,72 này. Được chưa? Đấy, 26,72 cộng với lại nước là 18B này. Chỗ này các bạn nhớ là C6H5CH2OH nhé. Đấy, cái chất của đây của em là C6H5CH2OH. Chất này nguyên tử khối là 108. Đến đây thì các bạn tìm ra AB và suy ra cái giá trị của M thì bằng 136 nhân A cộng B. Được chưa các bạn?
0,16 và 0,08. 0,16 và 0,08 này. Thầy ơi câu 7 năm xem lại oxy. Cái câu đấy thầy giải ra có đáp án rồi còn gì nữa. Nếu mà giải không đúng thì làm sao mà ra được đáp án được. Ba hai phẩy sáu bốn này, câu này khó nuốt quá, câu này ethanol dễ thế mà khó nuốt chết. Không thầy ơi 34 đó này, ất ơ 34 là số mol của nitơ rồi. Thằng Khánh Duy này xem lại đi nhá, 34 riêng nitơ nó đã là 34 rồi. Hệ số oxy ở phương trình 2 làm sao? Hệ số ở oxy ở phương trình 2 là 2,25 rồi, đúng không? Còn gì nữa? Riêng cái nitơ mày tính nó đã là 34 rồi thì làm sao mà là đáp án là 34 được? Thôi cứ con xem lại đi, ngồi đấy comment làm gì nữa đúng không? Thầy thấy mỗi mày ý kiến thôi, làm gì có ai ý kiến đâu. 7 năm có gì đó sai sai đâu. Nên là các bạn thấy là gì? Cái chỗ này đúng rồi. Gì nữa? Có đáp án là 42 còn gì nữa? Cái chỗ này phương trình này đúng là gì nữa, cái chất này là C3H5 đúng không, đấy chất này C3H5 mô 4 đúng không, đây là 3 này cộng 5 chia 4 trừ đi 4 chia 2 này, nó không là 2,25 thì nó là gì, cứ ngồi đấy cãi. Mà thằng này ý kiến xong bảo nó gì nhở, xong bảo nó xem lại đi, nó cứ comment nó không xem lại. Câu số 80. Câu số 80 các bạn có là gì? Chất X có công thức là C10H14O4. Từ X thực hiện cái sơ đồ. Được chưa? Đấy, nói còn comment là em nhầm. Đậu xanh. C10H14O4 là K bằng mấy các bạn? K của chất này bằng 2 nhân 10 này, cộng 10 à, 2 nhân 10 cộng 2 trừ đi 14 này chia cho 2 này là 4 này. Đúng không? K bằng 4 thì các bạn thấy là nó là hai nhóm COO đấy. 2C nối đôi C đấy. Được chưa? Nói chung là cái câu này thì tương đối dễ thôi nhá. Cái này là đi non 66 mà cái x1 là x3 thì x1 thì nó sẽ là x1 là muối này, x3 là axit này. Thế thì cái axit ở đây nó là CH2 này. Tất cả 4 lần COOH tất cả 2 lần. Đúng không? Cái chỗ này là NH2 này, hexan methionine diamine này. CH2 tất cả 6 lần NH2 này. Đấy. X3 X4 này em đã tìm xong rồi. Thật ra là cái chỗ này là CH2 này, X1 nó là CH2 tất cả 4 lần này. COONa tất cả 2 lần này. Nó là muối. Đấy. Đúng không? Thế thì cái công thức của X ý, nó ra được X1, nó là CH2 ý, tất cả 4 lần. COONa này. COONa này. Đây là X1 này. Được chưa? Thế thì cái X2 nó là cái gì? Muốn tìm X2 ý, thì em phải dựa vào công thức là C10H14O4. Thì đây nó có 10 này, nó là CH2 này. Tất cả 4 lần này. CO này. CO là 6 carbon rồi đúng không? Mà chất này các bạn thấy chỉ có 14H thôi. Mà chỗ này đã 8H rồi. Thì nó còn 6H, 6H thì nó chính là C2H3 thôi. Đúng không? Bởi vì cái này nó ra được X2 nó phải giống nhau. X2 nó là C2H3 thôi. Thực ra đây là nhé, nó phải là cộng 2NaOH thu được 2X2. Đấy, thì chỗ này nó là CH3CHO này.
Đây công thức của x này. Đây công thức của gì? X2 này. Biện luận thi trắc nghiệm chỉ ra đúng chương 1 đúng không thầy? Thường thế em ạ. Thực ra cái câu này nó liên quan đến chương 4 nữa đấy chứ. Đúng không? Cái câu như là số 6 phải liên quan đến chương 4 chứ. Thường thì là chương 1, chương 4. Câu này em có x2 tham gia phản ứng tráng gương chuẩn luôn này. Câu này thầy thấy là cái bạn gửi đề cho thầy cũng làm sai câu này. Đấy. X3 là axit carboxylic no đơn chức. X3 của em đây là axit oxalic này. À axit adipic đúng không? X3 là axit adipic là đúng này. À nó là no nhưng mà không phải đơn chức, là hai chức. X4 làm quỳ chuyển sang màu hồng là sai nhá, quỳ chuyển sang màu xanh. Đúng không? Tiếp theo là x2, x3, x4 đều có mạch carbon phân nhánh là sai nhá, mạch thẳng. Đúng không các bạn? Mạch thẳng. Được chưa? Đấy là thầy đã chữa full cho các bạn đề sở Nam Định rồi. Nếu mà mai ngày kia mà các bạn thi mà có một đề nào nữa thì các bạn cứ gửi cho thầy để thầy chữa nhá. 80 câu kiểm tra bao nhiêu phút vậy thầy? Kiểm tra 45 phút hay sao? Hay 50 phút ấy? 50 phút em nhá. Đấy, giống như đề thi thôi, 50 phút. Thầy chữa mất 1 tiếng các bạn. Đấy, 50 phút nhưng mà thầy chữa mất 1 tiếng. Tất nhiên là thầy phải giải thích cho các bạn. Đấy, còn bình thường các bạn giải thì chắc nhanh hơn. Hôm nay thầy livestream 2K đấy các bạn. 1K là thầy dạy. Nhớ thích buổi livestream mỗi thầy một cái nhá, quên không nhắc. Đấy, hôm nay thì không quảng cáo khóa học gì, chữa một phát từ đầu đến cuối luôn. Nhớ là lịch học, nhớ là 12 giờ trưa mai là thầy bắt đầu mở link thi thử nha các bạn nhá. Đấy, 12 giờ trưa mai thầy bắt đầu mở link thi thử. Các bạn cứ vào các bạn thi cho các bạn, thầy không đóng link nữa. Đấy, các bạn cứ bấm 50 phút các bạn tự nộp bài nhá, thầy không đóng link thi thử nữa. Đấy, bởi vì là mai là thầy sợ là nếu mà 19 giờ thầy mở ấy thì lúc đấy là có đá bóng ấy. Đấy, 19:30 này có đá bóng thì nhiều bạn không không thi đâu. Đấy, đúng không? À 20 giờ thầy mở chứ, là lúc đấy đang đá bóng thì rất chắc chắn là sẽ rất là ít bạn thi nên thầy sẽ mở từ lúc trưa. Hay quá thầy. Thầy chữa bài hay quá. Hay gì? Ok nha các bạn nhá. Đấy, nhớ tối mai tham gia thi thử nha các bạn nhá. Tối mai các bạn nhớ, à từ trưa mai. Đấy, từ trưa mai đến chiều mai các bạn rảnh lúc nào các bạn tham gia thi thử lúc đó. Được chưa? Đấy, trưa mai thầy sẽ bắt đầu mở link thi thử. Các bạn từ lúc trưa cho đến lúc tối, các bạn rảnh lúc nào các bạn vào thi lúc đó. Đấy, tối thì có nhiều bạn bận xem bóng đá nên là mình sẽ mở link từ lúc trưa luôn. Chữa bay quá thầy ơi. Ok, thưa đề thi học kỳ dễ mà các bạn, đề học kỳ dễ nên chữa nó bay tí thôi nhá, tôi nghỉ các bạn nhá, ngày nào cũng hát thôi đúng không, từ giờ đến Tết không hát nữa nhá, lúc nào học live stream xong các bạn cũng bảo hát mệt, hát một hai lần còn thấy hay chứ ngày nào cũng hát thì các bạn thấy là có Sơn Tùng thì cũng chẳng thấy hay các bạn. Nghe các bạn thấy nghe một hai lần thì còn thấy hay, ngày nào cũng hát thì còn cứt gì là hay, trong khi đó thầy đã hát đã như cứt rồi lại còn hát suốt ngày nữa thì còn ai ngửi được các bạn. Ok tôi nghỉ các bạn nhá, chào tất cả các bạn.